nhưng mình sẽ không có gió mà mê. Em đã xa khỏi vòng tay, giờ em thêm một người mới của anh, thêm một bài hát của cô gái. Anh muốn gọi gió trong tóc anh bay, rồi cánh sẽ bay về. Như là sẽ không sợ biết để mình gặp biết cho mọi người đây. Em cứ để công ty này bỏ thương đến người, em cứ để công ty này sự chết. Em cứ để khi cô vô cả người mà rất nhiều người em không cần để. Em ở đây chờ không phải là hạnh phúc, anh biết yêu thương không biết thích mà đừng mong nhớ nhớ em. Cảm giác quen thuộc không thể một lần đâu. Anh ghét phải chờ đợi một ai đó, nhưng mà nếu yêu một ai đó, anh sẽ chờ đợi cả đời đó. Tôi người nhìn mình từ sớm nè, có tiền đó các bạn khán giả đó.
bạn này thực sự nguyện, tại vì bạn này chơi game mà nó tính thoáng và có một cái mong muốn là sẽ được chụp hình chung với anh Kater. Chỉ một bạn thôi là mời là bạn thằng lên sân khấu để chụp hình với anh Kater. Dạ, vỗ tay đi. Trời ơi. Mấy bạn được chụp hình đi nè. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Ok, bây giờ hôm nay là sinh nhật của bạn này, một ngày rất rất là đặc biệt, chúng ta cùng nhau hát sinh nhật được không ạ? Ok. Ok, bây giờ sinh nhật nhé. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Thank you. Rồi, thank you em. Cảm ơn thầy rất là nhiều vì đã xuất hiện trong buổi hôm nay với chúng ta rất là vui ơi. Hy vọng là thầy sẽ có nhiều những cái bài hát tiếp theo nữa để cho các bạn chúng ta quý vị khán giả và đồng hành với nhau nhiều hơn nữa thầy nhé. Thì con thật sự là nhiều. Chào tất cả mọi người ạ. Vị trí của mình ha, là ở phía dưới đây để làm gì ạ? Bởi vì là với một món quà rất là tuyệt vời, thì cây trời đã nhận rồi là còn một món quà bưởi hơn nữa. Bây giờ tôi đây làm cho chiếc xe sắc đẹp MOA dành tặng cho tất cả quý vị khán giả và đồng nghiệp với chúng ta sự xuất hiện của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Rồi, các bạn khán giả ơi, mình hỗ trợ nhé. Mình cứ đứng nguyên vị trí của mình là được nhá. Rồi, không che lấn sô đẩy, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các khán giả Bình Dương đã đến đây trong Rainbow ngày hôm nay cùng với các bạn của MOI. Không biết là từ nãy giờ mọi người có vui không ạ? Wow, nhìn thấy. Không biết là mọi người có vui hay không, nhưng mà MOI và Hà thì cảm thấy rất là vui. Em rất là vui luôn á chị Hà thân mến. Thật sự là ngày hôm nay các bạn ở đây rất là đông, từ rất là sớm để ủng hộ cho MOI. Và có rất là nhiều bạn cũng có những cái sản phẩm đó rồi và muốn chị ký tặng sau đó chút nữa. Đã nhìn thấy mua rồi. Dạ. Mình đã nhớ là những ai có sản phẩm của MOI. Mình sẽ mọi người ơi. Không sao, rồi. Mọi người nhẹ nhàng nha, và rồi okay. Thôi được rồi, đến cũng được mà. Ở trong này. Thôi thì em ngồi là đây. Dạ. Ok. Bây giờ Hà sẽ chia sẻ một chút với mọi người là ngày hôm nay Hà đã đến đây cùng với EYP chúng ta thích đẹp này có rất là nhiều tình thành và hắn biết là thì những cái chúng có chứng kiến thì toàn đi thì khán giả cả đông sao? Chính xác là như vậy. Vậy thì bây giờ em sẽ hỏi chị một câu hỏi, đó chính là tới tận bây giờ rồi em muốn ai cùng với tất cả các vị khán giả và các đối tác đối với chị là như thế nào? Thật nghĩ là càng ngày mà khán giả càng đông, nghĩ là em muốn ai càng ngày càng mới và càng ngày càng được mọi người biết đến nhiều hơn, và chắc chắn là những sản phẩm tốt thì mọi người quan tâm tới nhiều, và các đại lý sẽ cũng cảm thấy có động lực rất là lớn, bởi vì là nếu như các bạn được sự để ý của mọi người thì phải để ý tới trước đã, thì mọi người cũng có tới sản phẩm của mình thì chắc là đây sẽ là một việc rất lớn cho các đại lý, bởi vì là hãy nghĩ rằng là rất là hiếm có một nhãn hàng nào mà khi đi tới đâu cũng nhận được sự hưởng ứng rất là lớn của khán giả và khách hàng như thế này. Và Hà cảm thấy rất là vui thực sự. Hôm nay không biết là chơi thì đã được bao nhiêu bạn gái đã thắng trong cuộc đấu hôm nay rồi. Thì hôm nay là các bạn quá là đông cho nên là chúng ta chỉ chơi được có 2 trò và chỉ tặng được cho các bạn một vài thỏi son thôi. Chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng là dưới này với sự chia sẻ của chị Hà đó thì cái điều tuyệt vời tạo nên sự thành công của thương hiệu MOI sẽ được giới thiệu với mọi người. Thì Hồ Ngọc Hà cũng là giám đốc sáng tạo và là người đồng sáng lập cùng với MOI, cũng cảm ơn tay chị Hà thì em được không ạ?
và vì những điều tuyệt vời này, chúng ta có một món quà dành cho quý vị mà bất ngờ đây này. Bởi vì sinh nhật của Hà là ngày 25 tháng 11, nhưng mà hôm nay là chuyến xe cuối cùng sắc đẹp của EVOI, và ngày mai thì Hà đã lên đường tìm đi để thực hiện tour lưu diễn của mình, cho nên là chắc là mọi người đã đi được chuyến xe cuối cùng nên tổ chức sinh nhật cho Hà. Thôi thì bây giờ mình cùng hát Happy Birthday cùng với Hà đi. Thì hoàn rất là tự nhiên và che được cái lỗ li ti và lỗ chân lông trên cơ thể của các bạn.
còn màu xanh thì là lâu chơi nhưng lại mềm, và đây cũng là một bước đột phá tiếp cho sản phẩm tiếp theo của MOI so với hồ ngày xin quyết trước đây. Và Hà nghĩ rằng là ngay bây giờ Hà xin được mời khoảng 3 bạn nữ lên sân khấu để Hà có thể kiểm trang điểm cho các bạn tận tay. Và khi bạn là trang điểm có thể chiêm ngưỡng đến tận mắt sự phối hợp tuyệt vời của ba sản phẩm này như thế nào, và càng nhìn gần thì các bạn sẽ càng lưu ý một cách tuyệt đối cho ba sản phẩm này. Và bây giờ cho Hà hỏi, những ai không thích trang điểm? Em thấy có rất nhiều người không make up, không make up. Toàn là những người mà xinh đẹp, toàn là có son nên mà không thích trang điểm là sao? Những ai mà nghĩ rằng trang điểm rất thời gian cho nên không bao giờ nghĩ tới chuyện trang điểm ạ? Ai ạ? Bởi vì bộ 24/7 sẽ là câu trả lời cho mọi người. Chỉ trong vòng 7 phút thì các bạn đã có thể hoàn thiện xong gương mặt của mình và tự tin đi ra đường trong một ngày dài. Bây giờ Hà xin mời một bạn có làn da trắng vừa phải và một bạn có làn da trung tính và một bạn không bao giờ trang điểm và rơi vào tay Hà thì sẽ cảm thấy từ nay về sau không trang điểm, không bao giờ tự tin đi ra ngoài đường. Vâng, cho mỗi bên một cô, bên này một cô, bên này một cô, bên này một cô. Thì Hà chọn trước đi, chọn trước một cô này, không ý gì đi. Và các bạn đã ổn định ra thì Hà có thể nhìn rõ cái khuôn mặt của các bạn hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi muốn